Rồi, chào các bạn nha. Thì chiếc xe Vision này mình mua đã được 1 năm rồi nè. Thì những bạn nào mà theo dõi cái video từ lúc mà mình mua xe á thì sẽ biết chiếc xe này mua được 1 năm rồi. Cho mấy bạn xem điều bất ngờ sau 1 năm. Đây, chiếc xe mình mua được 1 năm mà mới chạy được có 3.300 km nha. Thì chiếc xe này chủ yếu là về đi chợ thôi, chứ không có đi xa, nên rất là ít khi nào đi xa lắm, nên cái km nó rất còn ít. Thì đánh giá chiếc xe này sau 1 năm mình thấy thật sự nó rất là bền với tầm giá tiền. Với tầm giá tiền đó thì và yêu cầu nhu cầu sử dụng hàng ngày thì mình cũng không có đòi hỏi gì nhiều nha. Thì chiếc xe này là chiếc xe mình đi chợ. Thì chỉ việc là đổ xăng, cứ thay nhớt thôi, thay nhớt máy, nhớt hộp số thôi. Này, chiếc này nói chung là bền, chạy trong thành phố thì nó lại êm. Thì chiếc xe này mình sẽ hướng theo là êm, chứ êm ái nha, êm ái nhẹ nhàng chứ không có đi theo tốc độ hoặc là bốc hay này nọ. Lớp xe, đĩa xe cũng chưa mòn luôn, mấy bạn có thấy không? Đĩa xe chưa mòn, lớp xe chưa mòn, còn mới luôn, còn mới tinh luôn. Thì chỉ có chạy xước thôi, mình không dán keo, chỉ có chạy xước nhẹ thôi. Thì chiếc xe này chạy trong thành phố thì dưới 80, 640, 60 là êm mấy rồi. Mình cũng chưa có đi ra đường trường xa bao giờ hết. Xe này thích hợp cho mấy chị em phụ nữ mặc đầm mặc váy, hoặc là có con nhỏ. Đúng không? Con nhỏ cho ngồi đây, bắt ghế ngồi đây, rất là tiện. Xe này nhỏ, giá tiền thì rẻ, nhẹ, êm. Sau 1 năm sử dụng thì mình cũng ưng ý, chưa không đến nỗi nào gọi chê bai, không có gì chê bai hết, không đòi hỏi gì nhiều hết.